Lý Nam Đế, vị vua đầu tiên sáng lập ra nhà Tiền Lý và khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân. Các bạn thân mến, khi lên nắm quyền, nhà Lương đã cử Tiêu Tư sang làm thứ sử vùng Giao Châu. Các quan lại nhà Lương cai trị Giao Châu đã ra sức áp bức, bóc lột nhân dân Giao Châu, khiến cho đời sống nhân dân ngày càng lầm than và cực khổ. Chính trong bối cảnh đó, Lý Bí đã lãnh đạo dân Giao Châu chống lại quân nhà Lương. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về Lý Nam Đế, vị vua đầu tiên sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam. Một, tiểu sử và tuổi thơ của Lý Nam Đế. Lý Nam Đế sinh năm 503, mất năm 548, là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập ra nhà Tiền Lý, đồng thời là người khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử nước nhà. Lý Nam Đế còn có tên thật là Lý Bí hay Lý Bôn. Ông vốn là người con của làng Thái Bình, thuộc phủ Long Hưng, ngày nay chính là thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Theo nhiều nguồn sử sách còn lưu lại, thì tổ tiên của Lý Nam Đế lại là những người Trung Quốc. Bởi vào khoảng giai đoạn cuối của thời Tây Hán, họ vì tránh nạn binh đao mà di chuyển sang ở Việt Nam. Bấy giờ nước ta vẫn là thuộc địa của Trung Quốc. Tính đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã tồn tại ở nước ta khoảng hơn 5 thế kỷ. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé có trí thông minh hơn người, cùng với khả năng tiếp thu tốt mọi vấn đề xung quanh. Khi ông lên 5 tuổi, cha không may qua đời. Chừng khoảng 2 năm sau, mẹ ông cũng mất. Chính vì thế, Lý Bí đã phải đến nương nhờ nhà chú ruột. Một ngày nọ, vị Pháp Phổ Thiền Sư đã bắt gặp Lý Bí và ấn tượng ngay với vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú của ông. Ngài bèn xin ông về để nuôi dạy nên người. Suốt 10 năm miệt mài đèn sách, Lý Bí nay đã trở thành một chàng trai trưởng thành cùng với một vốn kiến thức sâu rộng. Nhờ vào khả năng văn võ song toàn, Lý Bí đã được mọi người tin tưởng và phong lên đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh địa phương. Những tài năng của Lý Bí là không thể nào phủ nhận khi ông đã được chính thích sử Tiêu Tư của nhà Lương ngỏ lời mời về làm giám quân tại vùng Đức Châu, nay chính là huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, vì nuôi chí lớn, Lý Bí đã từ bỏ trốn quan trường, trở về quê hương tập hợp binh lính cùng với ngựa chiến, chuẩn bị chống lại chính quyền đô hộ. Vì từ lâu, ông đã rất bất bình với những cách cai trị hà khắc và tàn bạo của chúng. 2. Lý Nam Đế đánh đuổi quân Lương và Lâm Ấp. Nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ phía nhân dân, lực lượng nghĩa quân của Lý Bí ngày càng phát triển mạnh mẽ. Triệu Túc khi ấy là người đứng đầu vùng đất Chu Diên, nay thuộc địa phận thành phố Hải Dương, cùng với người con trai của mình là Triệu Quang Phục, đều rất ngưỡng mộ tài và đức của Lý Bí. Hai cha con quyết định cho quân lính của mình xác nhập với quân của Lý Bí. Tinh Thiều là một người vốn rất giỏi văn chương chữ nghĩa, đã từng tới kinh đô nhà Lương với mong muốn được chọn làm quan nhưng không thành. Ông chỉ được giao đảm nhiệm chân gác cổng thành. Không cam chịu số phận, ông quyết tâm về Giao Châu mà theo chân Lý Nam Đế làm việc lớn. Bên cạnh đó, lực lượng của Lý Nam Đế còn có thêm sự góp mặt của Phạm Tu, một võ tướng đã ngoài 60 tuổi cũng tham gia. Lý Bí nhanh chóng tiến hành liên kết với một số châu lân cận nhằm chống lại quân của Tiêu Tư. Ông chính thức vất cờ khởi nghĩa chống nhà Lương vào cuối năm 541 với một khí thế vô cùng dũng mãnh. Trước sức mạnh như vũ bão của đội quân Lý Bí, Tiêu Tư nhận thấy tình hình khó có thể chống lại được nên cử người đến đút lót nhằm mục đích thoát thân về Quảng Châu. Sau đó, quân của Lý Bí tấn công rồi chiếm được thành Long Biên. Mặc dù Tiêu Tư đã trốn thoát được, nhưng Lý Bí chỉ mới nắm trong tay vùng Bắc Bộ Việt Nam bây giờ. Còn các châu vùng phía Nam vẫn đang thuộc sự kiểm soát của nhà Lương. Sự kiện chủ chốt diễn ra vào tháng 4 năm 542, khi Lương Vũ Đế sai thứ sử hay được gọi là thích sử các châu, gồm Việt Châu, La Châu, An Châu và Ái Châu, lần lượt là Trần Hầu, Ninh Cự, Úy Trí, Nguyễn Hán cùng hợp quân với nhau để tấn công quân của Lý Bí. Tình thế khi đó như đang bước sang cục diện mới, thế trận như thay đổi hoàn toàn khi Lý Nam Đế chủ động đưa quân ra đánh trước. Không mất quá nhiều thời gian, ông cùng với các tướng lĩnh của mình đã phá tan toàn bộ lực lượng quân của nhà Lương tại vùng phía Nam, rồi sau đó làm chủ và kiểm soát toàn bộ vùng Giao Châu. Những tưởng Tiêu Tư đã khiếp sợ và dè chừng trước sức mạnh của nghĩa quân, nhưng không. Vào cuối năm 542, vua Ác, Lương Vũ Đế lại tiếp tục sai thứ sử ở Giao Châu và Tân Châu sang đàn áp cuộc khởi nghĩa một cách thô bạo.
Thứ sử Giao Châu và Thứ sử Tân Châu, lần lượt là Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng, đã xin khất sang năm sau tiến quân bởi chúng lo sợ thế mạnh của đội quân Lý Nam Đế. Tiêu Tư hối thúc, đồng thời Thứ sử Quang Châu không cho trì hoãn, nên Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đã buộc phải lên dây cót để tiến quân. Khi nghe tin quân nhà Lương lại sang hỏi thăm, Lý Bí đã ngay lập tức đưa quân ra bán đảo Hợp Phố, mai phục chuẩn bị đối phó. Quân do Thứ sử Hai Châu lãnh đạo di chuyển tới nơi quân của Lý Bí phục kích sẵn thì bị ập đánh và phải gánh chịu những thất bại nặng nề, khiến cho quân chết hơn nửa. Số quân còn lại thì nhanh chóng tan rã. Sự thảm hại của nhà Lương đã mang về chiến thắng vang dội cho quân của Lý Nam Đế. Từ đây đã giúp ông thâu tóm được toàn bộ Giao Châu, miền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam, cùng với quận Hợp Phố, ngày nay là vùng Quảng Đông của Trung Quốc. Thời điểm mà Lý Bí đang tập trung đối phó ở phía Bắc với nhà Lương, thì tại phía Nam, Giao Châu lại bị nhòm ngó bởi vua nước Lâm Ấp. Khoảng giữa năm 543, vua Lâm Ấp trực tiếp chỉ huy một đội quân của mình xâm chiếm quận Nhật Nam, rồi di chuyển đến quận Cửu Đức. Lý Bí lại sai võ tướng là Phạm Tu trực tiếp cầm quân tiến vào Nam đánh Lâm Ấp. Cụ thể, diễn biến trận đánh này ra sao thì sử sách lại không ghi chép rõ ràng, mà chỉ tóm gọn rằng Phạm Tu đem quân vào phía Nam để đánh bại quân Lâm Ấp tại Cửu Đức, sau đó vua Lâm Ấp phải tháo chạy. Như vậy, những đường đi nước bước của Hoàng đế Lý Nam Đế rất rõ ràng, và mỗi mục tiêu lớn có phần vun đắp và xây dựng cho mục đích cao cả của toàn dân là quyết chống lại đến cùng những thế lực ngày đêm lùng sục chiếm lĩnh đất nước ta. 3. Khai sinh nước Vạn Xuân. Dấu mốc vào tháng Giêng năm 544, Lý Bí lên ngôi tự xưng là Nam Việt Đế, lấy niên hiệu là Thiên Đức, rồi đặt tên nước là Vạn Xuân. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân với mong muốn rằng xã tắc được truyền đến muôn đời, tươi đẹp như một vạn mùa xuân. Ô Diên được vua chọn làm nơi để đóng đô, Vạn Thọ được dựng điện để trở thành nơi triều hội. Lý Nam Đế nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy triều đình. Ông cho thành lập hai ban văn, võ, bên cạnh việc lựa chọn triệu túc, giữ chức thái phó và đứng đầu ban văn. Ban võ lần lượt là Tinh Thiều và Phạm Tu. Đến nay vẫn tồn tại những ý kiến bất đồng với kinh đô của Hoàng đế Lý Nam Đế, bởi đa phần số đông họ công nhận kinh đô của vị hoàng đế này là một thành được xây dựng ở cửa sông Tô Lịch. Nhưng một số khác lại đề cập rằng ông đóng đô tại thành Long Biên. Năm 545, nhà Lương phong cho Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu cùng với Trần Bá Tiên làm Tư Mã, rồi tiến hành đưa quân tiếp tục đi xâm lấn các vùng bên cạnh. Không những thế, nhà Lương còn chỉ định Tiêu Bột, Thứ sử Định Châu phối hợp với Dương Phiêu ở Giang Tây. Trần Bá Tiên chủ động cho quân đến Giao Châu trước. Ngay sau đó, Lý Nam Đế liền đưa 3 vạn quân của mình ra đáp trả. Tuy nhiên, ông ngậm ngùi chịu thua tại Chu Diên và cửa sông Tô Lịch cùng sự mất mát hai cánh tay đắc lực kề cận của mình là Tinh Thiểu và Phạm Tu. Không chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng, mặc dù bị quân nhà Lương vây đánh đến cùng, Lý Nam Đế đã quyết tâm chạy về thành Gia Ninh. Đến tháng Giêng năm 546, Tư Mã Trần Bá Tiên cũng lấy được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế lại tiếp tục chạy vào địa bàn đất người Lạo tại Tân Sương. Sau khoảng thời gian củng cố lực lượng để chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đánh lớn, ông lãnh đạo 2 vạn quân từ đất Lạo tiến đóng hồ Điển Triệt, nay thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Quân nhà Lương lấy làm sợ trước diễn biến bên kia, chuẩn bị quá nhiều thuyền đến nỗi chật kín cả mặt hồ, nên cứ dập dìu mãi tại cửa hồ mà không dám tiến lên tiếp. Ngày hôm ấy, khi mọi thứ đang chìm vào màn đêm, nước sông lên cao tới 7 thước rồi tràn vào hồ. Nhân cơ hội đó, Trần Bá Tiên đã đem quân tiến vào trước theo dòng nước. Quân của Lý Nam Đế không có biện pháp đề phòng và ngăn ngừa tình huống này, nên nhận kết cục tan vỡ. Lúc này, ông đành phải ngụ trong động Khuất Lão và giao cho Triệu Quang Phục, con trai thái phó là Tả Tướng, giữ nước để chỉ huy một đội quân đi đánh bại Trần Bá Tiên. 4. Hoàng đế Lý Nam Đế qua đời do ốm bệnh hay do bị trả thù? Ngày 20 tháng 3 năm 548, Hoàng đế Lý Nam Đế mắc căn bệnh lam chướng, một loại khí độc bốc lên mà con người nhiều ngày hít phải từ vùng rừng núi. Ông ốm rồi sau đó qua đời. Vị hoàng đế đã hưởng thọ 46 tuổi, nắm giữ ngai vàng từ năm 543 cho đến năm 548. Các sử gia ngày nay đã thống nhất địa danh Động Khuất Lão chính thức thuộc địa bàn của xã Văn Lương, nay là huyện Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Theo nguồn tài liệu từ sách Việt Nam Văn Minh Sử Cương thì đề cập thuyết cho rằng Lý Nam Đế thực sự không phải qua đời do ốm bệnh
mà ông mất là do bị người Lạo giết hại. Sự qua đời của vị vua này không tồn tại quá nhiều giả thuyết, nhưng vẫn sẽ mãi là một dấu chấm hỏi lớn cần được giải mã. Nhưng chúng ta có thể thấy một hoàng đế luôn hừng hực ý chí, chiến đấu trong lịch sử để bảo vệ đất nước, đem đến sự bình yên cho dân tộc. Hoàng đế Lý Nam Đế. Các bạn vừa theo dõi Lý Nam Đế, vị vua đầu tiên sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân. Bạn có biết những câu chuyện khác về vị vua này hay không? Nếu có, các bạn hãy để lại bình luận xuống phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.